Em mời con xem này. Lo mic này, lo chép nó sử dụng trap dom nha. Trap dom có hai vi tinh tịnh phía trước này. Đấy. Thấy nét chưa? Từ cái lỗ này. Bass này. Quá đẹp nha các bác, lo mic, lo chép, hai vi tinh chỉnh. Vâng, em xin chào tất cả các bác ngoài miền Tổ quốc. Đây là cặp loa L112 mới cập bến trong sáng nay. Rất là đẹp nha các bác. Các bác sẽ thấy được tiếng loa bên trong này. Đấy. Bass 30 này, một mic, một chép dom. Cặp này thì giá 32 triệu đã bao gồm phí ship cũng như bằng giá cặp trước. Cặp trước thì em lên sóng cách đây cũng mấy ngày á, thì cũng có hai ba người hỏi, nhưng mà một bác đã ở Sài Gòn đã chốt và chứng khoản rất đẹp đẹp rồi. Và chắc cứ này các bác cũng đã nhận được hàng rồi. Và tiếp tục em về thêm một cặp đẹp long lanh luôn. Bác nào lấy thì alo cho em. L12 thì chất âm tuyệt vời rồi. Nó với L100 Canturi thì nó ngang sánh ngang với nhau, nhưng mà tại vì độ chuẩn cũng như là phong trào thì L Canturi nó được đẩy giá cao hơn. Vì trước đây thì hai con này đồng giá với nhau nha bác. L12 thì phù hợp với các bác nghe thích tiếng bass hơn. Tiếng bass nó mạnh, nó check, nó là găng mút nên tiếng bass nó check khỏe lắm các bác. Chơi đa thể loại nhạc, nghe nhạc vàng, nhạc bolero, kể cả nhạc no top, nhạc đen em nó đánh rất là tốt. Nên là L12 phù hợp với các bác thích tiếng bass. Chắc còn giá trên thì y chang nhau, giá trên của L12 và L100 Canturi chéo hàng thì y chang nhau. Theo em nghe và cũng đã trải nghiệm thì chỉ khác nhau tiếng bass của L100 Canturi thì nó mềm mại nhẹ nhàng, còn tiếng bass của L12 thì ôi rồi, rất là phê nha các bác. 32 triệu đã bao gồm phí ship. Đây, lo đẹp xuất sắc các nhà các bác. Đây là phía trên, e canh của nó được lồi ra như những dòng L65 hoặc là L65 Dubai. Em sẽ quay thùng vách trước, bác nào yêu thích thì cứ alo cho em nha. Qua hai số điện thoại trên thì hiện shop chỉ có một cặp này thôi. Giá đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ thì em bớt vài trăm ngàn nha. Đây, cạnh của em nói nha các bác. Các bác có thể xem được tổng quan rồi đó. Trong một loa bên em tuyển là phải vuông thành sắc cạnh. Tối nay thì cái gì nó còn lại thì em sẽ que cho các bác cùng xem. Thì vừa rồi cũng hai con rề cũng đã bán rồi các bác. Có hai bác chốt rồi. Với con đẩy này không biết chút tí nữa bác nó chốt thì em sẽ que xem. Đây là cạnh phía bên phải này. Phải, có đẹp chưa? Ken. Phía sau là có hai trạm loa nha các bác, hai trạm loa. Đỏ đen thôi. Có thấy vuông thành sắc cạnh không? Đẹp mộc mạc luôn nha. Đấy. Vuông thành sắc cạnh hết nha các bác. Rồi em mở e canh để các bác cùng xem luôn tiếng loa. Hai số điện thoại này đều có Zalo nha các bác. Các bác có thể kết bạn Zalo qua hai số điện thoại này. Kết bạn qua số 770227 đó. Số đó kết bạn được. Số kia bạn đông nên các bạn nó hơi khó nha quá. Rồi. Vâng, và đây là độ đẹp cũng như là hình thức khi tháo cái kênh của em nó, các bác mời các bác xem. Tiếng loa nó sử dụng gong mút nha các bác. Gong rất đẹp nha. Hãy mời các bác xem này. Lo mic này, lo chép nó sử dụng trap dom nha. Trap dom có hai vi tinh tịnh phía trước này. Đấy. Thấy nét chưa? Từ cái lỗ này. Bass này. Quá đẹp nha các bác, lo mic, lo chép, hai vi tinh chỉnh. Cặp này đúng cặp luôn nha các bác. 44195 46195. Đây. 159196. Đẹp và rất là nét nhé. Mời các bác cùng xem. Tiếng lò rất là đẹp. Nhìn cái họng này các bác. Độ nét của họng này. Đấy. Rồi, video đến đây là kết thúc. Bác nào có nhu cầu về nhà hứng cặp loa L12 để nghe nhạc và nghe đa thể loại nhạc và tiếng bass chắc khỏe thì lựa chọn cặp 112. Dễ ghép, tiếng hay,